Hôm nay mình sẽ sau một năm thì mình sẽ quay lại cái bình rượu hồng ha các bạn. Đây là bình rượu mà quả hồng á. Mình ngâm được một năm rồi đó. Thì cái ngay chỗ này mà đục đục với các bạn biết gì không? Đó là nhựa. Nhựa của cái trái hồng á. Nó sẽ ra và nó chảy xuống đây nè, nó nặng hơn rượu thì nó sẽ chìm xuống đây ha. Còn ngay cái chỗ mà nước rượu nó chưa hòa tan ở đây là biết gì không? Tại vì cái phần đường phèn á nó nhiều á nên nó sẽ chìm xuống và rượu nó nhẹ hơn, nó sẽ nổi ở trên đây và nó sẽ hòa tan được cái chất trong trái hồng lên chỗ này nè, nó sẽ đen, còn cái này nó nhạt hơn tí. Nói chung là nếu mà các bạn muốn cho nó đen hết, rượu nó hòa tan hết á, các bạn phải dùng cái lâu ngày á, các bạn dùng đũa quậy vậy nè, đảo cho nó đều. Mình ngâm không mà mình có đảo nên nó sẽ không có đều màu như vậy ha. Sau một năm thì nó màu rượu nó như thế này nè. Để mình mở ra. Đó, một năm là màu rượu nó như thế này nè. Đó, nên nó đỏ đỏ lắm, chỉ lắm để mình múc ra ha. Với lại nó thơm lắm nha các bạn. Đó, sau một năm là rượu nó sẽ màu nó như thế này nè. Đó, màu 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 rượu đẹp lắm. Giờ cực kỳ thơm nha các bạn, rất là thơm. Để mình uống thử rồi mình nói thiệt chứ mình chưa uống cái rượu này nữa, mình chỉ ngâm sưu tầm vậy thôi chứ chưa uống. Đây cái này rượu này nè các bạn nè, coi nè, nói chung là rất là ngon nha các bạn, nó rất là thơm thơm mùi hồng, và đặc biệt là nè, tại vì mình ngâm với đường phèn nó ngọt ngọt và nó thơm, cái thơm mùi thơm rất là đậm đà ha. Nói chung là đây là cái bình rượu trái hồng á các bạn, khi mà các bạn ngâm mà muốn ra cái màu gì nè, màu đặc trưng luôn á, màu đỏ đậm như màu cánh gián á, thì các bạn không cần phải bỏ cái đường phèn đó. Nhưng mà mình ngâm mà mình phải bỏ đường phèn vô để cho nó ngọt ngọt dễ uống. Rồi thì nói chung là sau một năm cái bình rượu hồng mình sao mình sẽ quay lại cho anh em coi luôn ha. Nói chung là nó rất là thơm, thơm đến mức mà ruồi nó bay lại luôn á. Thơm mùi mùi thơm nó thơm mùi quả hồng, lời nó ngọt ngọt nữa các bạn, với lại cái màu rượu rất là đẹp ha. Nếu mà các bạn có ngâm như mình mà bỏ đường phèn á thì các bạn phải dùng đũa, thì phải chừng tuần hai tuần á, hai tuần lễ vậy cái miệng các bạn sẽ đảo đều nó ha, đảo đều cho nó rượu nó chìm, tại vì rượu là nó nhẹ hơn đường và nó nhẹ hơn cái phần nhựa của trái hồng nè. Cái này là nhựa của trái hồng nó chìm dưới các bạn chứ không phải là hư đâu, đây là phần nhựa của trái hồng ha. Hoặc là các bạn video trước mình có ngâm đó là rượu tỏi á, rượu tỏi các bạn cũng có thấy là phần nhựa nè, hoặc là tinh dầu của nó là nó chìm dưới đây nè, chìm dưới nhựa của tỏi hoặc là nhựa của cái trái cây mà có nhựa là nó sẽ chìm, nó ra và nó chìm dưới đây. Còn cái này là phần đường nó chưa hòa tan hết á, phần đường nó còn đậm đặc quá, nó chưa ra hết nên nó còn lỏng. Chứ nếu cái này hai ngâm, nếu mà ngâm được 2 năm á, khoảng 2 năm trở lên á, thì cái phần này nè nó đỏ hết, rất là đẹp ha. Nói chung là 10 video này mình ngâm ngâm chơi để sưu tầm, nhưng mà thực tế là uống rượu rất là ngon nha các bạn, rất là thơm. Đó, cái màu rất là thơm nha các bạn. Nói chung là anh em nào có sưu tầm hoặc là chơi về rượu này thì ngâm ha, rất là thơm. Mình mới uống xong là mình nghe cảm giác nó rất là thơm. À, anh em sưu tầm thì ngâm ha. Nói chung là mình sau một năm mình quay lại cho anh em cả cái màu thực tế của cái bình rượu này nè, anh em coi ha. Rồi hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.